Rồi ở nhà thì ông có tật xấu gì không? Chồng em hả? Ai cũng phải có tật xấu hết. Lèm bèm. Lèm bèm. Đàn ông là lèm bèm, anh có lèm bèm. Có không, anh không lèm bèm. Em nói rồi. Liệu em? lèm bèm. Ví dụ chuyện gì mà lèm bèm? Ví dụ giống như là chỉ không, mà cái đó cũng do em, do em hậu đậu quá. Ví dụ em đi toilet xong là em không bao giờ em tắt đèn. Không tắt đèn. Mà 10 năm nay anh nói hoài luôn, em vẫn không thay đổi là anh phải đi tắt đèn cho em. Anh phải tắt đèn cho em. Dạ đúng rồi. Cái nết em đâu mà ta đi xong không tắt hả? Ra khỏi cửa là không bao giờ đóng cửa. Không đóng cửa, không tắt đèn. Không tắt đèn. Ê, vậy này tật xấu của em đó em. Dạ, chứ phải tật xấu của ổng đâu, của em á. Đó, ổng nhai em 10 năm rồi anh. Nhai 10 năm. Đó. Mà mỗi lần nhai vậy em có khó chịu không? Em thích. Em thích ổng lèm bèm vậy. Em thích lèm bèm. Ổng lèm bèm sao? Ví dụ như cái câu nào mà em ám ảnh tới bây giờ? Con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ. Tại vì em bé đầu của em á là chip á là giống y hệt tính em luôn. Là rất là hậu đậu. Bây giờ con em bao nhiêu tuổi rồi? Con em là chắc được khoảng chừng tầm 5 tuổi. Mà chồng em không bao giờ chửi con em. Cứ đè đầu em ra chửi, đó thấy chưa? Mẹ không làm gương, khỏe cho con. Con y hệt mẹ, con hư tại mẹ. Đó là cái câu mà em ám ảnh tới bây giờ. Là lúc nào cũng chửi em. Dạ đúng. Nói đâu. Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ em chào anh. À, em ơi, em biết Quỳnh Quỳnh không? Không, là vợ anh đó. Thì Quỳnh Quỳnh là một mẫu người mà gọi là hay cọc, hay quạo. Dạ. Có cái hoa nào mà thích hợp với vợ anh mà để khi mà nhìn vô bớt cọc bớt quạo không em? Màu hồng đi cho dễ màu thương. Màu hồng, màu hồng dễ thương đúng không? Ngọt ngào. Ngọt ngào. Nhưng mà bây giờ thợ cấm vợ anh cũng không chịu luôn. Nếu mà thợ cấm về vợ Quỳnh Quỳnh anh. Dạ. Bây giờ phải chính tay anh cấm. Ở đây em có sẵn sàng chỉ anh cách cấm được không? Ok. Rồi vậy hai giờ bây giờ sẽ cấm đúng chị. Khi mà mình cấm mình có phải thả hồn đúng không chị? Ví dụ diễn viên tụi em khi mà diễn là mình phải thả hồn vào nhân vật. Còn khi mà cấm hoa mình có cái bí quyết nào để cấm cái giỏ hoa cho đẹp không chị? Bỏ hết tình yêu vô giỏ hoa luôn anh. Bỏ hết tình yêu vô. Dạ. Đây, đầu tiên mình cấm lá trước. À, cấm lá trước. Lá này lá gì vậy chị? Cái này là tùng nho. Tùng nho, wow, quá đẹp luôn. Tùng nho là mình cắt làm sao nè? Đầu tiên anh cắt cái cành của nó, nhánh nó. Ừ, cắt cành, cắt nhánh. Anh ghim vô. À, ghim vô, ghim vô, ghim vô. À, cắt cành, cắt nhánh. Em phụ anh, đúng rồi. Đẹp đẹp. À, là mình cắm xung quanh vùng viền đúng không? Cắm luôn, đúng rồi. Ở giữa luôn cũng được. Lá là gì? Lá này là lá bạc. Lá bạc hả? Dạ, đúng rồi. Ngoài hay sao? Dạ, ở giữa luôn đi anh. Thể để một vài cành tự nhiên xòe ra cũng được nha. Thôi để tự nhiên luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Có khiếu nha. Trời ơi. Một vài cành vẫn cho. Ven ven xong đúng không? Trời ơi, đẹp quá trời của đất luôn. Em ơi. Em ơi. Ai tư vấn hoa cho chị vậy? Bông quá, không biết bông gì hết. Dạ, em chào hai chị. Dạ, em chào hai chị. Ủa, chào anh. Dạ, hai chị chọn bông gì ạ? À? Em sẽ tư vấn cho chị. Đây, anh cái này bây giờ mình phối với hoa nào đẹp anh? À, đây là bông xanh. Mình chọn bông trắng rồi lại vàng bông ơi rượng ơi. Cái bông xanh không bằng bông lụ ơi rượng ơi. Là đô gia đô rằng. Hát luôn hả anh? Đó, đó là hát đó, là một bài hát. Dạ, bông này cũng được thôi. Thì có hai bông này vô đẹp quá. Nó chen hết bông của tụi em rồi. Chị cả, cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn anh. Ủa, hôm nay em đi đâu hả? Dạ, đi hội hẹn khách mời. Tại em tham gia chương trình là thám tử hôn nhân. Mà bây giờ chờ hoài khách mời không tới. Giờ chị thấy khách mời của em đâu không? À, khách mời đi mua bông rồi em ơi. Xạo quá. Quá trời, diễn tiểu phẩm gì mà giả chân chân à. Thôi, đi vô đi, tôi lựa bông cho. Vô đây, vô đây. Tất cả những bông hoa xinh đẹp đã có mặt trên bàn. Đó, rồi bây giờ là Băng ơi, tại sao Băng lại chọn bông đó vậy? Băng biết tên nó tên gì không? Dạ biết, đây là hoa mẫu đơn. Mẫu đơn. Dạ. Đây là một loại hoa tượng trưng cho
nói về tình yêu thương của mẹ, và nói chung là nó rất là bền, quan trọng nhất là bền. Ủa gì kỳ vậy, kêu tặng bông cho chồng mà tự nhiên nó tình yêu thương của mẹ hả? Ý là ở nhà là băng lúc nào cũng kèo trên và muốn làm mẹ người ta. Thì em cũng làm mẹ người ta rồi. Ủa vậy đó hả? Còn Huê, em chọn bông ly hả? Dạ. Tại sao em lại chọn bông ly? Tại vì em thấy nó đẹp. Em thấy đẹp. Ngoài bông ly có bông hồng, tại sao em lại chọn bông hồng? Em thấy nó đẹp nữa hả? Dạ, em thấy nó đẹp. Thôi bây giờ chỉ cắm đi ha. Dạ. Đầu tiên là mình cắm lá, xong rồi mình sẽ cắm hoa ly trước. Hoa ly. Xong rồi mình cắm cái hoa cúc bảo đơn này, xong với hoa hồng, và đệm cái hoa mõm sói là sau cùng nha chị. Rồi còn cái bên của băng là sao? Bên chị băng cũng như vậy luôn. Cắm lá xong trước rồi đệm hoa chính, xong mới đệm hoa phụ. Ok. Rồi cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Nói chung là không có cần đẹp xấu đâu, chỉ là tấm lòng của mình thôi, thấy không? Lâm nè, là tự cắm cho Lâm mà dễ thương như vậy nè. Hai bạn là hai bạn nữ, chắc chắn phải cắm đẹp hơn Lâm nha. Bây giờ không biết các bạn cắm làm sao đây. Ta cắm lá trước hai chị ơi. Cắm lá trước hai chị. Phải cắm lá trước hả? Vừa cắm vừa trò chuyện nha. Em nhà có làm thiệt không vậy? Không, em nói thiệt với anh là từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ em cắm bông. Vậy hả? Đây là lần đầu tiên. Em thì có cắm, nhưng mà cắm xong là chồng em nói thôi đừng có phá nữa, để đó, để chồng em làm cho. Không, băng ơi, cho anh hỏi là ngày xưa á, khi mà quen chồng của mình á, là quen trong trường hợp nào vậy băng? Hồi lúc mà em và chồng em gặp và biết nhau là lúc mà tham gia phim chung. Em cũng có đã xéo ngoài nghề là có đóng được vài phim, đóng được vài phim. Ai tia ai trước? Dạ, lúc đó là bạn thân chưa có tia. Bạn thân hả? Là bạn thân trước rồi hả? Dạ, lúc đó là bạn thân thôi chứ chưa có tia. Sau, về sau này thì... biết nhau rồi, lúc mình mà... cua thì chắc chắn là ổng cua trước. Ổng cua trước, lúc đó băng thích trước chưa? Thì có thích thì người ta biết mình thích, người ta mới cua. À, cua hả? Rồi quen bao nhiêu lâu mới cưới bạn? Lúc mà nghe được tin, được người ta ngỏ lời làm quen thì mình 3 tháng sau bắt đầu mới nhận lời đồng ý quen. Quen xong tháng sau cưới luôn. Quen xong tháng sau cưới luôn. Cái gì kỳ vậy? Gì nhanh chưa rớt rẻn vậy? Dạ vâng, trời ơi, tụi em giống như là biết nhau rõ quá rồi. Chơi lâu quá rồi thì bây giờ đồng ý quen thì thôi đến hôn nhân luôn thôi chứ mình cũng già rồi. Nghĩa là mặt còn ơi, quen chồng mình trong trường hợp nào? Chồng em đi kiếm nhóm nhạc gì đó em cũng không biết nữa. Mà xong rồi kiếm con bạn của em, xong cái em đi theo chơi chung thôi. Đi chơi hả? Dạ đúng rồi. Đi gặp với bạn chơi thôi. Xong rồi cái dính em cũng dính bạn. Dính em hả? Mà lúc đó em nhìn ảnh em thích không? Dạ. Thôi kìa, đẹp trai mà ha. Đúng mà tao nổi tiếng rồi, đẹp trai nữa. Nói nhiều quá anh. Nói nhiều hả? Em đẹp trai nói nhiều. Trời ơi, lúc ông nói làm sao lúc đó em hả? Ông nói gì lắm hả? Dạ anh nói lắm luôn á. Anh nói nhiều quá em không chịu nổi. Em nói con trai em... Không, lần đầu tiên gặp á là gặp trên sân khấu. Trên sân khấu anh nói quá nhiều. Tích lặng tích lội anh nói quá nói luôn. Em nói con trai gì mà nói nhiều dữ. Trời ơi, mà đúng có ghét hay sao? Anh có ngứa không? Không có chứ, ngứa chứ, ngứa chứ. Em nhìn anh nãy giờ. Cái môi anh giật là định chữ rồi đó. Anh định chữ rồi đó. Nhưng mà kệ, mà vui mà em, đúng không? Xong rồi cái lần thứ hai, cái anh đó, anh mới hẹn bạn em ra. Xong cái em đi theo chơi. Ai về đâu nói chuyện thì thấy ảnh chững chạc và ảnh nghiêm túc. Cho nên là cũng bắt đầu thích. Cũng bắt đầu thích rồi ai tỏ tình trước? Dĩ nhiên là chồng em. Chồng em hả? Mà lúc đó em cũng có cảm tình trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là quen bao nhiêu lâu? Cưới chắc phải 5 năm, 6 năm. Ồ vậy luôn hả? Tại vì lúc bắt đầu em có bé đầu tiên á, thì mới bắt đầu cưới. Là có bé đầu tiên xong là đám cưới. Đám hỏi chứ cũng thế. Đám hỏi. Ở nhà thì ông có tật xấu gì không? Chồng em hả? Ai cũng phải có tật xấu hết. Lèm bèm. Lèm bèm. Đàn ông là lèm bèm. Anh có lèm bèm? Có. Không, anh không lèm bèm. Em nói rồi. Liệu em? lèm bèm. Ví dụ chuyện gì mà lèm bèm? Ví dụ giống như là chỉ... không, mà cái đó cũng do em. Em hậu đậu quá. Ví dụ em đi toilet xong là em không bao giờ em tắt đèn. Không tắt đèn. Mà 10 năm nay anh nói hoài luôn mà em vẫn không thay đổi là anh phải đi tắt đèn cho em. Phải tắt đèn cho em. Dạ đúng rồi. Cái nết em đâu mà ta đi xong không tắt hả? Ra khỏi cửa là không bao giờ đóng cửa. Không đóng cửa, không tắt đèn. Không tắt đèn. Ê vậy này tật xấu của em đó em, dạ, chứ phải tật xấu của ổng đâu, của em á. Đó, ổng nhai em 10 năm rồi anh. Nhai 10 năm. Đó. Mà mỗi lần nhai vậy em có khó chịu không? Em thích. Em thích ổng lèm bèm vậy. Em thích lèm bèm. Ổng lèm bèm sao? Ví dụ như cái câu nào mà em ám ảnh tới bây giờ? Con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ. Tại vì em bé đầu của em á là chip á là giống y hệt tính em luôn.
là rất là hậu đậu. Bây giờ con em bao nhiêu tuổi rồi? Con em là chắc được khoảng chừng tầm 5 tuổi. Mà chồng em không bao giờ chửi con em, cứ đè đầu em ra chửi. Đó, thấy chưa? Mẹ không làm gương để cho con. Con ý hoặc mẹ, con hư tại mẹ. Đó là cái câu mà em ám ảnh tới bây giờ. Là lúc nào cũng chửi em? Dạ đúng. Lôi đầu em ra? Dạ đúng. Ngoài làm bè không còn cái gì nữa không? Nóng tính hả chị? Nóng tính không? Ủa gì tưởng chồng mình mà hỏi người ta vậy? Tại vì em với chị Văn là chơi cái số năm mà em với lại chồng em ở với nhau tới thời điểm hiện tại là bằng với lại cái số tuổi cái lộn năm của em với lại chị Văn chơi chung với nhau. Tại vì anh Hoàng với chị Văn là rất là thân với nhau. Hồi xưa là em đổ là do chị Văn gài hả? Dạ đúng rồi, gài hàng đó. Rồi thấy quay clip quay ơ đồ ngày xưa viên đá nhỏ đó ơ rồi mới coi lại luôn đó. Nói trời xưa băng đẹp đúng đẹp luôn đó chị Băng. Bây giờ em sợ lắm anh. Không, ý là giờ cũng còn đẹp nhưng mà ngày xưa đúng đẹp luôn á. Ha. Trời ơi em cảm ơn thích anh. Luôn. Quen Băng thôi. Ơi nhà anh Đạt á tật thấu gì không Băng? Ở nhà không có chăm con phụ không Băng? Dạ không, đó bây giờ. Đó trúng rồi nè. Chồng em thì có một cái thói quen là không bao giờ nói chung là ít chăm con lắm. Ví dụ như là nếu như mà con đi ị đúng không? Là ông ấy sẽ giả vờ ông chạy đi chỗ khác. Ví dụ đang ở trong phòng, cả nhà đang ở trong phòng chơi mà con mà đi ị một cái là bắt đầu giả vờ cầm điện thoại alo đi ra ngoài, khi nào con ị xong đi vô là trốn tránh trách nhiệm. Không, sợ. Sợ hả? Sợ lắm, không biết làm sao. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Mà em có khi nào kêu ông thay tả cho con được không? Có nhiều khi mà em giả vờ là em bận, em thấy con em chuẩn bị đi toilet đúng không, em kêu đi ra nói ba đưa đi toilet đi, rồi xong em trốn đi chỗ khác để cho phải tự làm, không có em thì chồng phải tự làm. Rồi rốt cuộc có làm không? Làm chứ anh, không có em thì phải làm. Anh Hoàng ở nhà xong ổng có chăm sóc con cho em phụ em không? Không, ảnh chăm hết á. Ảnh chăm hết luôn á. Là em không làm gì luôn hả? Không, em tại vì em là có hai bé trai cho nên nó là em cũng chơi tâm lý với chồng, em nói là bây giờ con trai thì con gái không thể nào mà chăm sóc con trai được hết. Trời ơi. Cho nên là chồng em phải chăm sóc hết. Em rồi anh Hoàng còn tật xấu nữa đâu, không lẽ ông hoàn thiện hoàn hảo như vậy? Chắc ảnh là hơi nhây với lầy á. Nhây sao, lầy sao? Nhây có nghĩa là sẽ chọc, một là chọc em, hai là chọc con. Ổng đi rửa tay xong cái ổng lấy tay ổng quặt vô mặt của con. À, nước còn ướt hả? Dạ đúng rồi. Quặt vô mặt con. Dạ đúng rồi. Xong rồi cái khoảng không, con không có khóc. Qua mấy ngày sau con làm lại giống y hệt chứ không chọc. Ông chọc tính kỳ vậy, chơi người ta được mà ta chơi lại đúng cái cọc đó, chơi ta được lại có thời gian đầu là cọc nó vừa ai biểu chơi với con giống như vậy thì con lầy bắt chước lầy y hệt thì bây giờ cọc cái gì mà cọc. Xong cái từ từ mới sửa, nhưng mà em thấy cũng chưa sửa lắm. Chưa sửa lắm. Dạ. Ngoài cái vũ nước còn cái hành động gì mà lầy nữa không? Nhiều cái lắm anh. Ghẹo em là ghẹo gì? Ví dụ giống như là chùm mền lại giống như những cặp khác. Vậy đúng rồi. Dạ đúng rồi, chùm mền lại. Hoặc là dưới con cũng vậy, kéo đầu xuống đẹp cái qua ngày hôm sau nó cũng leo lên đầu, nó làm y hệt giống vậy đó. Trời đất ơi, tự ổng hại ổng thông luôn á. Nãy giờ nói những tật xấu của ông chồng, bây giờ những tật xấu của bà vợ nè, không? Bây giờ em có tật xấu gì? Thì em nói em rất hậu đậu. Hậu đậu? Dạ. Kinh tế ai giữ? Chồng giữ. Hả? Chồng giữ hả? Thiệt luôn hả? Thiệt. Tại vì anh Hoàng tính toán hay lắm. Vậy hả? Rồi giờ vô ngày ông phát cho lương cho em hay sao? Không, không phát lương thì kinh tế ảnh tính toán, ví dụ như mua gì, mua này, mua kia hay là nhà cửa là ảnh chu toàn hết. Em không lo phần kinh tế đó. Vậy hả? Em có ý đen không? Hai chồng là cùng để chung một lưỡi. Vậy dù sao em biết được? Không biết chứ anh. Trời, con trai miền Trung mà ai ăn được khó lắm. Quá trời, ổng nghe được câu này là chết luôn nè. Còn Băng? Dạ. Sao? Em ạ? À? Nhà kinh tế ai giữ? Dạ, nhà kinh tế em giữ. Em giữ à? Thiệt luôn hả? Ừ. Mà dù là chồng em tính toán rất hay thiệt. Nhưng chồng em nói là để cho có trách nhiệm. Nhưng mà cũng nhờ có cái trách nhiệm đó nhiều lần mà chồng em cũng bất ngờ với em nhiều lần. Là sao bất ngờ vô gì? Em thì cái tật xấu là không phải tật xấu nữa anh ơi. Tại vì nhiều khi mỗi người sẽ có một cái đam mê riêng. Đam mê của Băng là gì? Mua sắm. Mua sắm, mua đồ hiệu hay sao, hay mua gì? Yeah. Phải mua đồ hiệu à? Dạ. Và mua nhiều khi mua xong á, em còn không nhớ được là em mua. Và khi mà lúc mà chồng em hỏi đến, kêu uống, ba nhớ là ba mới tặng mẹ có 2 cái mà sao bữa nay là lên tới mười mấy cái. Thật luôn. Ừ. Em có thích mua sắm không? Đó. Em thích mua đất thôi. Đó, thấy không? Bé này được nè. Bé kia xu nha. Ta mua đất là được, còn được cho con cái. Bây giờ em khác rồi, bây giờ em không mua nó đâu. Thề đi. Trên đây thề. Em thề với anh. Nè, bây giờ nè. Bây giờ chồng đang nhìn nè, bây giờ thề đi. Băng. Nói lời nào với chồng. Rồi đây em sẽ không mua sắm nữa, 2, 3. Không, không mua được thì không được. Không, vậy là xạo rồi bạn ơi.
Cho em một năm mua một cái thôi. Một năm một cái mấy trăm triệu. Không, một cái một trăm triệu đổ lại. Trăm triệu đổ lại. Mấy cái, 100 triệu đổ lại thôi chứ. Mua mà cái 106, 107 ngàn thôi được rồi. Thôi 120 đi. 120 ngàn. 120 triệu đổ lại. Thôi túi. Còn dư thì để cho con nữa, mua sữa nữa. Giờ đẹp quá trời, đem túi bà chịu ra ai biết. Đúng không? Có gì đâu. 126 luôn, có gì đâu. À, thôi không được. Thôi không được hả? Ngoài những tật xấu của em còn tật xấu gì không Huê? À, em rất lì. Em lì mặt, nhìn mặt lì liền. Nhìn mặt em gọi là sao ta? Cứng rắn. Nói chung đó là hồi xưa cái gì là em sẽ cãi cho tới bến luôn. Ừ. Thì cái đỉnh điểm là lúc đó là thời điểm đó là hình như anh Hoàng anh đi diễn rất là nhiều anh. Rồi sau khi mà anh đi diễn về cái ảnh cũng có một cái tập mà trốn tránh trách nhiệm cái việc mà chăm sóc con. Ừ. Xong rồi em cũng đợt đó em mới sinh xong, bé chắc cũng còn nhỏ xíu à, cái là em dạng giống như kiểu mình bị trầm cảm, mình ở trong nhà á. Ừ. Cái là mình khi mà mình muốn làm mình sẽ làm cho tới. Ừ. Cái là về chồng không chăm phụ con, chồng còn đi nhậu nữa. Ừ. Cái là em xách con em đi luôn. Trời ơi, em ẵm con đi hả? Lúc còn bao nhiêu tháng? 12 giờ đêm á. Mà lúc ổng ở đâu hả? Lúc đó ổng đi nhậu. Trời, em ẵm con mấy tháng hả? Em ẵm con chắc lúc đó còn nhỏ xíu mà chắc rẫm đi đâu. Em ẵm qua một nhà của một người chị. Đi lang thang hả? Lang thang? Không có đi lang thang. Tại vì em từ trước tới giờ là em không có bao giờ mà em kể chuyện cho mẹ nghe hay là kia, mẹ sẽ buồn rồi mẹ lo này kia. Thì em ẵm qua một nhà người chị và cũng là lần đầu tiên mà em cũng suy nghĩ là nếu mà không thay đổi thì em cũng sẽ chấm dứt luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì lúc đó là trong thời điểm đó mình suy nghĩ vậy thì em đi, cái chồng gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Là bao 12 giờ em đi là bao nhiêu lâu ổng điện cho em? Mấy về, giờ về? Về là ổng điện liền. Mà em nhớ lúc đó mấy giờ sáng hả? Nhớ. Ừ. Đó là cũng trễ rồi. Chắc cũng sáng rồi đúng không? Không biết. Thì đúng rồi, 12 giờ đêm em đi rồi, phải tới mà 1-2 sáng mới về. À, đúng rồi. Rồi điện cho em không bắt máy. Em không bắt máy mấy ngày á. Chắc xong rồi ổng phải chạy về dưới quê, dưới Bình Chánh á, kiếm mẹ em. Rồi mẹ em cũng không biết luôn, mẹ không biết chuyện gì hết. Xong rồi kiếm mẹ em, nhờ mẹ em đi kiếm giùm. Kiếm phụ. Xong rồi mà không biết sao á, mẹ biết là ở trên trên của cái nhà chị đó, cái mẹ dẫn đi lên trên đó, cái mẹ khóc mà em cũng khóc, cộng thêm một mình với con, nói chung là cứ khóc. Xong rồi lúc đó mình thấy con thì cứ hỏi ba, cái là mình cũng thấy tội rồi, mình thấy tự nhiên cái mình làm căng như vậy làm gì, rồi lỡ nhưng mà có chuyện gì thì con mình buồn đúng không? Đó, sau cái lần đó là em với anh Hoàng bắt đầu chín chắn hơn, rồi chia sẻ có gì ức chế thì sẽ nói chuyện với nhau. Không, mà giờ có trận lớn đó, dạ. Bây giờ mới hạnh phúc tới bây giờ đúng không? Dạ. Băng cái trận lớn nào kể nghe coi. Thì cứ giấu trận lớn hoài dễ gì cũng có. Em thì phải là ham vui. Ham vui hả? Lúc vui trước, thì sao? Lúc trước ham vui ăn lắm. Ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Có nghĩa đập là phá bạn bè. Vui á là quên đường về. Quên đường về. Dạ. Lúc đó con có cái rồi hả? Có con rồi đó, thì rồi. Nó mới gặp vấn đề. Ví dụ như người ta có con nó cái, người ta đi chơi, người ta biết đường, người ta về đây đi chơi thấy mọi người vui quá, thôi cứ ở lại luôn. Không. Không bao giờ đi qua đêm, nhưng mà cố Thành đi tới sáng mới về. Trời ơi. Rồi sao có trận nào lớn không? Đó, cái trận đó về xong là không nhìn mặt em luôn một thời gian luôn. Ủa mà đó, tao có biết cái gì đâu mà đó. Thì đó là, đó, một ngày, có một ngày đi chơi với một nhóm bạn ở ngoài Hà Nội. Tại vì ở quê, giống như là ở quê em á. Ở quê em á. Vô đây chơi, thì đi chơi rồi đi ăn xong rồi đi hát hò. Xong lúc mà hát hò rồi cũng có uống một vài ly bia rồi xong rồi vui quá. Mà toàn con gái mà vui quá, thế nên là quên đường về luôn. Lúc đó ông có điện không? Điện nhưng mà em không nghe. Rồi rồi. Rồi sau trận đó về thì cũng họp phụ huynh. Có họp phụ huynh rồi bắt đầu mình cũng ngồi, do lúc đấy em cũng có một cự. Còn gì? Còn cự. Có nghĩa là cái ngang bướng hả? Dạ. Đã sai rồi còn cự người ta nữa. Em nói là thì lâu lâu bạn bè gặp thì đi có sao đâu, làm gì thế ghê. Ừ. Thì sau vài lần rồi thì mình cũng thấy được là tại vì đi đâu á, tại vì chồng em không nói được chồng em là tại vì chồng em đi đâu, chồng em hai vợ chồng cũng đi với nhau. Và chồng em đi lúc nào cũng về rất là sớm. Ừ. Đó. Thì không bao giờ đi quá 10 giờ. Ừ. Và đa phần là hai vợ chồng đều đi với nhau không mà. Đa phần là hai vợ chồng đều đi với nhau không mà. Cho nên là nhiều khi mình thấy mình cũng có nhiều cái mình không lẽ bây giờ mình là mẹ của ba bé rồi mà bây giờ đi mình làm như vậy đó thì không được. Nên là sau cái lần đó rút kinh nghiệm gần như là không bao giờ mà đi. Ví dụ mà hai vợ chồng cùng đi á, hai vợ chồng mà cùng đi mà có lỡ ra thì cũng coi. Tại vì ví dụ bản thân mình đi một mình đi ha,
lái xe hay là đi ở ngoài về khuya quá rất là nguy hiểm để phụ nữ mà. Chưa nói cái vấn đề mà cướp giật rồi các thứ, nói chung là rất là nguy hiểm. Thế nên là em thấy được là nó nằm ở rất là nhiều mặt, thế nên là mình cần phải bỏ cái tanh đó. Và từ bữa đó là bỏ tới giờ luôn, ngoan hiền tới bây giờ luôn. Dạ vâng, ngoan hiền. Ngoan hiền, vâng ngoan hiền. Và bây giờ chúng ta đến với một phần rất là thú vị của chương trình, đó là phần những chiếc lá bài. Thì những chiếc lá bài này khi mà mình mở ra được những câu hỏi hoặc là những tình huống, nếu gặp những câu hỏi thì mình sẽ trả lời những câu hỏi đó, hoặc là có những cái tình huống thì mình sẽ xử lý tình huống nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những lá bài. Rồi, Huê chọn trước. Dạ. Băng. Dạ. Rồi, Huê dở ra, đọc lớn lên. Lần cãi nhau lớn nhất của hai vợ chồng. Lần cãi nhau lớn nhất của hai vợ chồng. Làm thế nào để giữ lửa hôn nhân? Ai trả lời trước à? Xuân Phong. Xuân Phong ạ. Em đi ha. Mời bé ăn. Thật ra là cái cách mà giữ lửa trong hôn nhân nó cũng không có quá là phức tạp đâu. Có nghĩa là lâu lâu các bạn có thể ví dụ như là nhiều khi nó hơi lãng mạn, hơi sân sớm một tí thôi, nhưng mà nhiều khi nó lại khơi gậy lên một cái gì đó, giống như là có con rồi, nhiều khi lại không bao giờ mà hai vợ chồng đưa nhau đi chơi một chỗ nào mà riêng tư. Thì lâu lâu giả vờ đòi đi để đi như vậy mình sẽ có cái gắn kết hơn, chỉ đơn giản là như vậy thôi chứ không quá cầu kỳ. Em nghĩ là đó mình thấy mình cũng ngại ngại đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì bây giờ ba đứa rồi, quen dù quá đi chơi đi chơi kiểu lãng mạn như vậy thì nó cũng rất là kỳ. Thế nên là em thấy nghĩ là cái đó cũng là một cái điểm nhỏ thôi để mà có thể giữ được tình yêu trong hôn nhân. Còn em, nếu mà theo em nghĩ là mình giữ ở trong hôn nhân thì sẽ như thế nào? Theo em hả, hai vợ chồng em hả, thì khi mà có khúc mắc gì thì lôi bình rượu ra, hai vợ chồng cùng uống và cùng chia sẻ. Cái đó em thấy cũng có rất là hay á anh, tại vì khi mà nhiều khi mình sẽ không nói được trong cái lúc mà mình tỉnh táo, lúc đó là cái tôi ai cũng sẽ lớn hết, cho nên là khi mà em cái hoặc là anh Hoàng mà có mà kiểu như là muốn làm hòa hay là gì á là có đang nhậu rồi rủ ra nhậu, xong khi mà ngồi nhậu một tí sương sương một tí, hai vợ chồng thôi. Dạ hai vợ chồng thôi. Xong rồi sẽ nói ví dụ em không thích cái này cái này cái này, hoặc là chồng sẽ nói là chồng không thích cái này cái này, để mình sẽ vẫn còn một cái gì đó mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau. Chứ nếu như mà ai cũng im hết thì sẽ rất là dễ bị cách xa. Theo em thì cái đó, còn bạn nào không nhậu được thì có thể mình uống sinh tố. Dạ đúng không? Rồi bây giờ mình đến với câu hỏi của Huê nha. Cái câu này thì lần cãi nhau lớn nhất của hai vợ chồng. Chắc là cái lúc nãy em cũng có chia sẻ là lần đó là lần lớn nhất. Và khi mà thấy mẹ khóc giống vậy thì mình tự nhiên mình thấy mình bất hiếu. Mình vì chuyện cá nhân của mình mà để cho người lớn không vui. Và em nghĩ là ba mẹ nào cũng không mong muốn thấy con của mình chia tay hay ly dị. Là cái lần đó đúng không? Dạ, đúng. Là lần lớn nhất. Còn Băng, cái lần lớn nhất của Băng là lần nào? Cái lần mà lớn nhất của em thì cũng cãi vã là do, tại vì cũng là do em ham vui đó. Lại ham vui. Dạ. Cô bé ham vui. Dạ. Rồi xong rồi anh ấy cũng có nói chuyện với bố mẹ em. Trời, mét ba mẹ. Tại vì giống như là cái tính mà cũng kiểu là giống như là bướng á. Bướng và cũng hơi lì, anh nói không được thì buộc anh ấy có nghĩa là nói với bố mẹ để cách giải quyết là ví dụ như bây giờ lớn rồi mà cứ đi chơi như vậy đó, để cho bố mẹ góp ý vô. Rồi bản thân mình thứ nhất là cũng tự nhận thức được điều đó, và xong rồi bố mẹ cũng có ngồi nói chuyện lại với hai vợ chồng thì mình thấy được là mình cần phải rút kinh nghiệm sau cái sai lầm, mà cảm thấy được là nó về nó cũng sầm lên, hai vợ chồng cãi nhau cũng rất là lớn tiếng, và bé Kem lúc đấy thật sự là cũng bé, nhưng mà em nghĩ là chắc là cũng sẽ nhớ cái khúc đó mà hai ba mẹ cãi nhau rất là lớn. Đó, tại vì lúc đó là cãi nhau trước mặt con, nên là em mong muốn điều đó. Bây giờ chúng ta đến với một phần cũng rất là thú vị ở chương trình, đó chính là thử lòng bạn đời. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra những cái tình huống nha, xem phản ứng của mấy ảnh như thế nào. Rồi bây giờ không biết ai sẽ là người đưa ra cái thử thách trước đây. Huê đi. Dạ. Để bây giờ thì em suy nghĩ cái gì cũng được, miễn cái tình huống nào mà nó gai cấn một xíu. Alo. Alo. Sao vậy? Chồng đang đâu vậy? Đang ở nhà. Nhà làm gì vậy? Chơi với Huy. Mới đi khám. Khám gì? Đi khám sức khỏe. Rồi sao?
Bác sĩ báo hai vạch rồi. Bác sĩ báo hai vạch rồi. Giờ sao giờ? Hai vạch mà thêm đứa nữa à? À, chứ lẽ thêm ba đứa không ngại. Thêm đứa nữa thì nuôi thôi. Nuôi gì? Sao chồng nói chồng hết? Thì chắc chắn là không thích rồi, nhưng mà có thì nuôi thôi. Em. Mà không thích sao nuôi ông nội? Có em kìa. Có em kìa. Thiệt không? Thiệt hết đâu. Thiệt hết đâu. Giờ sao để biết? Thiệt nó hiền hết. Giờ để đúng không? Ừ. Chứ cắn lại bỏ. Ok, vậy về tối nay tạo. Bye bye. À, ok. Trời ơi, dễ thương quá trời. Làm gì cư? Cư lớn quá trời quá đất rồi băng. Là hai đứa rồi đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ... Nhưng mà hai vợ chồng đều xác định là... Không đẻ nữa. Không phải không đẻ nữa, nghe ghê. Ừ. Là vậy, hiện tại thì chưa. Tại vì em với anh Hoàng công việc nhiều quá. Mà sanh nữa thì giao cho vú hết thì em thấy là không ok. Ừ. Cho nên là... trên tinh thần hiện tại là hai vợ chồng cũng không muốn. Rồi Băng ơi, bây giờ là tới Băng nghe. Em ạ? Ừ. Lựa cái tình huống nào mà gai cấn nhất để xem phản ứng của ông như thế nào. Đè thì chắc chắn là em sẽ không có đè được nữa rồi đó. Không đè được nữa. Chồng em sẽ không tin. Bây giờ chồng em chỉ có sợ em là xin tiền thôi. Xin tiền hả? Vì em xin thử coi. Xin hả? Xin nhiều nha. Trời ơi, lỡ bây giờ bà chửi đi kỳ lắm á. Có đầu kỳ. Cười hoài vậy. Thường giờ này là chuẩn bị đi đá banh. Không sao, bài này vợ hát. Là anh đi đâu vậy? Đi đá banh. Rồi tới giờ đó, đi đá banh hả? Đúng rồi, tại vì chồng em thì có bệnh giống như bị tim á. Thế nên là phải, nói chung là phải vận động. Nên vận bệnh động. Tim mà sao đá banh ta? Không, chồng em là rất là mê đá banh. Và bây giờ đi ra sân banh là chủ yếu là để... Lâm banh. Không, rất là mê, thật sự luôn là đi đá, đi bộ vòng vòng. Và nói chung là cũng có đá nhưng mà không chạy nhiều. Tại vì đá sân 5 á anh. Nên là chung là anh ấy cũng có thói quen một tuần là đá 2 lần. Thứ nhất là vừa đam mê, cái thứ hai nữa là cũng như là sức đi khỏe. Bộ. Đúng rồi, đi bộ cho khỏe. Yeah. Trải qua các phần rất là thú vị. Và bây giờ sẽ là cái phần lời chưa nói. Mình sẽ chia sẻ những cái tình cảm của mình, hoặc là lời chưa nói, hoặc là lời cảm ơn, hoặc là lời xin lỗi từ trước tới giờ mà mình chưa nói với chồng mình. Hôm nay mẹ muốn nói với ba là cảm ơn ba rất là nhiều đã bên cạnh mẹ trong 4 năm qua. Cảm ơn những đứa con của mình. Nhờ cái dây kết nối này mà hai vợ chồng mình có nhiều cái thực sự là căng với nhau, hay là cọc, hay là nóng với nhau, thì cũng sẽ bình tâm suy nghĩ lại vì cái sợi dây nối rất là dài. Cảm ơn ba trong khoảng thời gian vừa qua đã luôn bên mẹ, sát cạnh bên nhau, mặc dù là có khó khăn ha. Thì mẹ mong rằng là trong cái tương lai sắp tới, hai vợ chồng mình cũng vẫn sẽ hiểu nhau, cũng vẫn là một người bạn để cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời. Quan trọng nhất là niềm tin, và mẹ sẽ cố gắng thay đổi một vài tính xấu của mình, và ba thì chỉ cần bớt càm ràm lại là được. Nếu như mà hồi trước quen á, thì chồng là người nóng tính nè, khó khăn nè, thì sau một khoảng thời gian ở với nhau và bắt đầu có con thì bao nhiêu tính xấu của chồng nó dồn hết vô cho vợ, và bắt đầu nóng tính hơn, cọc cằn hơn. Và thật sự là sau khi mà vợ bước ra ngoài kinh doanh cũng giống như là kiếm tiền, thì vợ mới biết được là hồi trước là chồng đã phải rất là trách nhiệm với gia đình, cũng giống như là chồng cũng phải rất là khổ cực để mà có thể lo lắng được hết cho mẹ con. Mà từ khi mà vợ ra ngoài vợ làm giống như vậy á, thì có những lúc quá mệt, cho nên là vợ cũng hơi khó tính, cũng giống như là vợ hơi cọc cằn với chồng. Cho nên là sẽ cố gắng và thay đổi. Và cũng cảm ơn chồng, 6 tháng qua khi mà thấy vợ khó khăn trong cái công việc quản lý nhân sự thì chồng là người đứng
phía sau để mà chỉnh đốn công ty, cũng giống như là chồng đứng ra làm hết tất cả mọi thứ để vợ có thể tập trung nhiều hơn, để mà mình có thể làm tốt công việc hơn. Cho nên là vợ cảm ơn chồng rất là nhiều. Hơi sớm một tí nhưng mà thật sự là cảm ơn chồng. Đó là thời gian ngắn ngủi chương trình Thám Tử Hôn Nhân đã kết thúc rồi. Thì hôm nay quả thật là khách mời rất là thú vị, rất là dễ thương. Bây giờ cảm xúc của Văn như thế nào khi mà lâu lắm rồi mình mới quay trở lại, cũng là chia sẻ cái tình cảm như của mình và chồng mình? Thật ra cũng lâu lắm rồi và em không nghĩ được là tự nhiên hôm nay lại có cái dịp lại nhận lời để tham gia chương trình của mình. Cũng hơi bỡ ngỡ trước máy quay thiệt luôn. Nghỉ 4 năm rồi, cũng hơi xúc động. Tại nhờ chương trình mà em được nói xấu chồng em. Cảm ơn bạn. Còn ơi, cảm xúc em sao? Nói chung cảm xúc em thì khi mà tham gia thì mình mới bắt đầu, mình có thật sự là công việc nó quá nhiều, nó cuốn mình á, cho nên là đôi lúc là mình không có, mình nhớ lại những cái khoảnh khắc đó. Thì hôm nay nhờ có chương trình hỏi tới thì em mới nhớ lại để mà mình trưởng thành hơn và cũng nhìn nhận ra cái sai của mình để mà mình rút kinh nghiệm cho tương lai. Cảm ơn Băng và Huy rất là nhiều đã bỏ thời gian ra chia sẻ cũng như là nói móc ruột móc gan về những người chồng của mình. Nhưng mà cảm thấy rất là vui và thú vị với những cái tật xấu rất là dễ thương và đáng yêu.